chợ lầu à. Xin chào các bạn, nghe chợ lầu đó. Cắm chạy xe qua chào gì đó. Dạ đâu có đâu, con đi chơi đi quay. Con đi quay chợ hả? Dạ chợ vắng, cái bữa giờ vắng hơn vậy. Quay đồ chơi Tết Trung Thu nè. Chú thợ may đi đâu rồi? Thợ may đi đâu rồi? Làm cái này sao không làm nữa? Rồi đó. Rồi đi quay, đi quay hả? Bán đông. Vậy bán được không vậy? Dạ nghĩ bán số vậy. Con đi quay rồi chơi đã. Dạ đó, quay dừa quay đồ nè. Quay dừa luôn hay không? Cô bán dừa nè. Cô bán dừa chợ hay quá luôn. Ôi, cô bán đát nè. Cô bán dừa. Chị bán hột ý nè. Quay luôn. Đó. Dạ. Đi chơi. Dạ, đi vòng vòng. Vòng vòng quay hả?
vòng, dạo một vòng chỗ lầu. Đây nè, lòng chợ da chợ cá. Còn đây là đồng chợ lầu. Chợ lầu các bạn. Bán đầy đủ. Quay chợ cá. Quay cái cây quay. Dạ. Ớt. Ớt nằm nha. Cái ớt nè. Quay ớt nè. Ớt này mới nhiêu ký chị? Đi quay á. Quay nhẹ, quay ớt. Mực bự rồi. Mực bự ra. Cái hầm này nó thúi lên con à. Mực cao rằng cho vô mì non, đi một vòng, đi một vòng quay phim, dễ. Yeah.
tới đây là hết rồi các bạn. Tới đây là dòng chợ hết chợ luôn. Đó. Em quay xíu anh chị, cho em quay mực xíu nha. Rồi hết rồi. Clip quay video mấy bữa giờ bán được không vậy? Đây thịt bò heo YouTube á chị ạ? Làm YouTube á? Dạ 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 dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ quay rồi, em quay rồi. Mấy
Rồi chào các bạn nha.